người đàn ông đẹp trai mang theo nụ cười tà ác điên cuồng, chính là Hannibal, một trong những con quỷ ăn thịt người kinh điển nhất trong lịch sử phim ảnh. Lúc này hắn đang ở tuổi thiếu niên, cảnh trước mắt chính là mở ra sự khởi đầu cho việc Hannibal rơi vào địa ngục. 8 năm trước, trong Thế chiến thứ 2, gia đình Hannibal giàu có, bố mẹ dẫn theo cậu và em gái chuyển xuống nông thôn, tránh loạn lạc. Nhưng, ngọn lửa chiến tranh vẫn ảnh hưởng đến gia đình này, bố bị bắn chết, mẹ chết do đạn lạc. Gia đình này chỉ còn lại Hannibal nhỏ tuổi và em gái còn nhỏ hơn. Cô nhi trong chiến tranh đều luôn bất hạnh. Trong căn nhà nhỏ ở nông thôn này lại có 6 vị khách đến, họ là lính đào ngũ cướp căn nhà của Hannibal. Căn nhà nhỏ vốn dĩ chỉ còn lại một ít thức ăn, vì 6 người lớn xông vào nháy mắt đã hết. Nhưng tuyết rơi dày đặc, không có nguồn thức ăn, lính đào ngũ đói bụng, thậm chí ăn sống một con chim. Nhưng điều này còn lâu mới giải quyết được vấn đề. Con người bị đói đến phát điên, chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng nhìn về hướng hai anh em. 8 năm sau, cô nhi viện sau chiến tranh, Hannibal sống ở đấy, còn em gái đã chết. Hannibal lúc này đã vì cảnh 8 năm trước trở thành một thiếu niên có vết thương tinh thần, tính cách lầm lì dễ cáu. Mỗi buổi tối cậu đều gặp ác mộng, nhưng liên quan đến chuyện đó ký ức của cậu đều đứt đoạn. Cậu muốn báo thù nhưng phải có manh mối, vì thế cậu trốn khỏi cô nhi viện, dựa theo bức thư mẹ để lại đến Paris tìm gia đình chú thím. Nhưng ông chú đã chết, chỉ còn lại người thím. Thím rất vui vì anh đến, vì thím cũng mất gia đình trong chiến tranh. Trên thế giới này chỉ còn lại hai người không có quan hệ huyết thống là người thân của nhau. Nhờ sự dạy dỗ của thím, cậu dần dần quen với cắm hoa, trà đạo, hiểu được nghi thức đưa đầu phương đông. Càng quan trọng là thím còn dạy cậu kiếm đạo. Một ngày khi đang cùng thím đi mua đồ ăn, một tên bán thịt nói lời sỉ nhục thím. Hannibal lập tức điên lên, đây là người thân cuối cùng trên thế giới của cậu. Cậu đè tên bán thịt xuống đất, đánh cho một trận. Nhưng điều này không thể khiến cậu hết phẫn nộ. Sau khi về nhà, cậu lấy ra một cây kiếm dài, cẩn thận lau chùi, đưa ra quyết định. Tên bán thịt câu cá trên sông, còn Hannibal đợi hắn trên đường. Một nhát, một nhát, lại một nhát. Sau đó bêu đầu, trừ đầu của tên bán thịt, cá tươi cũng bị Hannibal mang về nhà, trở thành một món ăn ngon. Đầu bếp nói với cậu, chỗ ngon nhất của con cá chính là thịt má, hoặc là nói, đa số động vật đều như thế. Câu nói này có ảnh hưởng lớn đến Hannibal. Buổi tối, thím phát hiện ra đầu của tên bán thịt. Cô vừa cảm động lại vừa không dám động, với đứa cháu đã báo thù cho mình. Cảnh sát đến nhà điều tra, vì mấy ngày trước hai người đánh nhau, Hannibal không tránh khỏi bị tình nghi. Cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối với Hannibal, nhưng đối với người tâm lý mạnh mẽ như Hannibal, chính là vẩy nước. Hơn nữa, thím cũng lén đem cái đầu chuyển đến cửa sở cảnh sát, khiến Hannibal thoát khỏi hiểm nghi. Hannibal thiên tư thông minh, được viện y học nhận vào và có được cơ hội vừa học vừa làm, với điều kiện không cần nộp học phí. Chính là anh cần dùng thời gian ngoài giờ học chuẩn bị thi thể cho lớp giải phẫu, chuyện khiến người thường cảm thấy kinh tởm, sợ hãi, lại khiến Hannibal bị cuốn hút sâu sắc. Anh còn thường xuyên nhớ đến em gái, nhưng chi tiết liên quan đến chuyện đó anh không thể nhớ lại. Khi đến cục cảnh sát vận chuyển xác, anh nhìn thấy một loại thuốc Veritas Serum có thể khiến người ra đào ra ký ức ở nơi sâu nhất. Cậu mang theo thuốc này về, Hannibal cúng tế cho em gái trước, sau đó tiêm Veritas Serum lên người, nằm trên giường đợi ký ức hiện ra. Trong cơn đau, tất cả mọi chuyện đều được nhớ lại. Những người đó chọn em gái là vì em gái không ngừng ho, thể chất yếu ớt, vốn dĩ không thể sống được bao lâu. Không lâu sau khi em gái chết, căn nhà nhỏ bị ném bom. Một trong 6 người chết tại chỗ, thẻ bài quân nhân đại diện cho thân phận chúng cũng bị để lại trong căn nhà nhỏ. Sau đó, Hannibal được cứu. Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi, anh lập tức mua vé xe, trở về quê. Ở cục quản lý nhập cảnh, người xét duyệt hồ sơ nhập cảnh chính là một trong 5 người sống sót năm đó. Số 1, hắn phát hiện tin tức về Hannibal, bắt đầu đi theo Hannibal. Hannibal đến căn nhà cũ, ở đây, anh tìm được tài sản mẹ đã giấu. Mà cảnh này, bị số 1 đứng đằng xa nhìn thấy, lòng tham nổi lên. Hannibal tìm di vật của em gái trong căn nhà nhỏ, đồng thời cũng tìm được thẻ quân nhân mà năm đó 5 người để lại, thân phận của chúng lần lượt được xác nhận. Số 1 nổi lòng tham, muốn đánh trộm Hannibal, bị Hannibal đánh ngược lại. Trong khu rừng nhỏ, Hannibal chôn cất xương cốt của em gái, sau đó dùng dây thừng siết chặt cổ số 1, hỏi tung tích 4 người khác. Sau khi khai địa chỉ 4 người khác ra, Hannibal huýt sáo, ngựa con đi đến phía trước. Sau đó, Hannibal hái mấy cây nấm trong rừng. Giống như lời đầu bếp nói với anh, thịt má của tất cả động vật đều là chỗ ngon nhất. Đây chỉ là bắt đầu, quỷ ăn thịt người Hannibal đã thức tỉnh. Hắn kể sự việc cho thím, hơn nữa dẫn thím đi tìm số 2. Số 2 mở một nhà hàng, trong nhà hàng nuôi một đàn chim non hót véo von. Hung thủ hiện giờ đã có vợ, có con gái, hạnh phúc mỹ mãn. Hannibal gọi cô bé lại, trên tay cô bé đeo chiếc vòng của em gái. Hắn hát cho cô bé bài hát thiếu nhi mà em gái thích nghe nhất, sau đó đặt thẻ quân nhân của số 2 vào túi cô bé. Thím khuyên hắn bỏ qua cho người này, dù sao ông ta đã có con. Lúc này số 2 cũng phát hiện thẻ trong túi con gái. Hắn ta biết Hannibal đến báo thù, hắn tìm số 3 và số 4, ba người bàn bạc đối sách. Chúng đã biết số 1 chết thảm, số 3 là xã hội đen ở đó, số 4 là thuộc hạ của hắn, được sắp xếp đến Paris giải quyết Hannibal. Thông qua theo dõi, số 4 đã tìm ra được tin tức về Hannibal. Hắn lén lút đột nhập vào viện y học. Lão già Hannibal là người thông minh, ít tuổi như thế, Hannibal nhất định là tên nhóc thông minh. Hắn cảnh giác có người đột nhập,
cắt cánh tay của cái xác đặt trên bàn ngụy trang. Khi số 4 chậm tiếp cận, Hannibal chế ngự hắn từ phía sau, sau đó ném số 4 vừa tỉnh lại vào bể formalin. Cha hỏi, số 4 nói địa chỉ của số 3 cho Hannibal, nhưng thứ đợi hắn vẫn là phán quyết của Hannibal. Cảnh sát ở trong căn phòng của Hannibal phát hiện bức vẽ Hannibal vẽ là phác thảo năm tên hung thủ kia. Anh biết người chết ở quê nhà Hannibal kia nhất định là do Hannibal làm ra. Anh nói với Hannibal, nếu hắn ra tay trong đất Pháp, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hannibal kể một câu chuyện cho cảnh sát liên quan đến câu chuyện của mình, em gái và 6 người khác. Cảnh sát biết Hannibal muốn nợ máu phải trả bằng máu. Cậu bé Hannibal đó đã chết trong tuyết. Thím khuyên Hannibal dừng tay, nhưng Hannibal không làm được vì hắn đã hứa với em gái. Hắn lén lút vào nhà số 3. Số 3 lúc này đang thoải mái tắm bồn. Hannibal xông vào, hướng súng về số 3, nhưng bị bảo vệ chế ngự. Nhưng Hannibal còn chôn lựu đạn từ trước. Trong hỗn loạn, Hannibal thoát ra khỏi biệt thự của số 3. Nhưng sau khi hắn về nhà, nhận được điện thoại của số 3, thím đã bị hắn bắt cóc. Hắn muốn Hannibal một mạng đổi một mạng. Thím nói với hắn, nghe kỹ đây, cái lồng bên cạnh nhốt một đàn chim non. Hannibal biết đàn chim này ở nhà hàng của số 2. Hắn rút ra một con dao găm để ở sau lưng, đi đến nhà hàng. Nhưng lúc này thím đã bị đưa đi. Anh lấy con gái của số 2 ra uy hiếp, khiến số 2 nói ra địa chỉ của số 3. Hannibal nói với số 2 để tình con gái ông, tha cho ông một mạng, coi như đồng ý với yêu cầu của thím. Nhưng hắn quá hiểu tính người, hắn đặt súng trên bàn. Sau khi số 2 nhìn thấy, muốn nhanh chóng lấy được súng, Hannibal đã có chuẩn bị, rút dao, đâm vào, thu dao. Hắn đột nhập lên thuyền của số 3, đi vào phòng, lại bị số 3 mai phục từ trước bắn trúng xương sống. Sau đó, đứng trước mặt Hannibal, làm nhục thím hắn. Nhưng lúc này, Hannibal rút dao găm ở sau lưng ra, phát đạn đó bị con dao này chặn lại. Hắn cắt đứt bắp đùi của số 3, cứu được thím. Sau đó cha hỏi tung tích người cuối cùng. Số 3 đã không ôm hy vọng được sống, nhưng ông ta cầu xin có thể chết trong vui vẻ. Nhưng sau khi hắn nói ra manh mối của người cuối cùng, Hannibal vẫn không từ bỏ giày vò hắn. Sau đó ông ta nói ra một tin tức khiến Hannibal suy sụp. Nếu hắn muốn giết tất cả mọi người thì cũng phải giết chính mình. Vì 8 năm trước Hannibal còn nhỏ, trong lúc ý thức hồ đồ cũng uống canh thịt, còn tham lam mút thìa. Hannibal suy sụp, hắn lúc này thật sự không còn giống một con người. Hắn khắc tên em gái trước ngực số 3. Thím khuyên hắn dừng tay, tuyệt đối không, thím bỏ đi. Hannibal nói với cô, tôi yêu thím, trong tim cậu còn có gì cho tình yêu. Hannibal nhào lên người số 3. Bắt đầu bữa tối, bên bờ sông đều là cảnh sát. Thím được cứu rồi, chiếc thuyền trên sông đã nổ tung. Hannibal đương nhiên sẽ không chết, vì còn có một người cuối cùng. Trong một căn nhà nhỏ ở một thị trấn của Canada, Hannibal đã đến, tôi đến lấy một cái đầu. So sánh thiếu niên Hannibal và 3 bộ phim khác trong series này với nhau, còn có sự thiếu sót lớn. Tiếc rằng nam chính quá đẹp trai, ăn thêm không ít màu sắc cho bộ phim này. Tất cả chủ đề đều là để miêu tả Hannibal làm thế nào mà từng bước rơi vào vực sâu. Cũng giống như sự tàn khốc của chiến tranh, Hannibal chỉ là một trường hợp trong trận chiến phạm vi toàn cầu đó.